Sao ạ? 30 phút nữa anh mới tới ạ? Vâng ạ. Vâng. Sếp thì không biết đi đâu. Sếp thì mãi chưa tới này. Mưa gió chán thật đấy. Đi ship à? Ừ. Ở gần đây này, tớ đi cho. Cậu ship á? Ừ. Cà phê, sữa, trà và bánh, tổng là 140.000. Cậu đi ship nhá. Ok. Cảm ơn anh. Nhớ cầm ô đi đấy. Biết rồi. Em á, em đang đi dạo trời mưa, cực lãng mạn nhá, như phim Hàn Quốc luôn. Mà chị bận lắm à, dạo này không thấy đâu cả. Hả? Làm sao á? What the? Nhưng mà làm gì thì làm, cũng phải về cho mẹ vui, biết chưa? Chị là con cưng của mẹ đấy. Rồi, bye bye trân trọng. Em ơi, có tai nạn kìa, người ở đâu bị thương đấy? Rồi mệt rồi, mới ra quay xe cấp cứu. Hết trò để nghỉ chưa à? Mà đứng dầm mưa thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.